Hello chị em, xin chào, xin chào. Hello, xin chào mọi người, xem like có rõ không mọi người ơi, xem được không, ok không? Xem rõ không ạ? Hello, chia sẻ live stream cho em nha. Xinh không các chị? Trời ơi, đầu bộ lụa này, quá là xinh luôn. Tay này mọi người nhìn này, đẹp không? Bộ lụa ở đây mình chưa ai bán cái kiểu mà là làm tay như này đâu. Hello nha. Hello. Mọi người nhìn có rõ không? Các chị xem có rõ không các chị ơi? Em xin chào mọi người nha. Không biết ngay mà làm sao? Con chào các cô đủ mà toàn mầm giống xấu gì thế nào? Này con bầm nhiều này, cái tóc nó xù hết, nó kéo hết này này, xấu này. Này con phải này. Mái của con đâu hết rồi, con chào các cô đi. Cơ. À, đưa đây mẹ chia sẻ. Đầu gai, úi giời gai. Úi giời gai, phải bút đây rồi. Hello cô Hường. Hello cô Xem Hường, có ok lỗi không nhỉ? xí. Ba mẹ ở trên má còn hai con cũng nằm. Ra đây mẹ chia sẻ. Con ơi, mẹ không đùa đâu nha. Chia sẻ lan lên cho em nhá. Mọi người xem có ổn không ạ? Xem có ok không? Vải lụa đẹp lắm các chị này. Càng mặc nó càng phẳng, càng đẹp trai. Sướng rồi, sướng Để rồi. con đi nhớ con chuột một cái để chết người. Ôi. Hello Minh Xiêm. Hello mọi người nhá, mọi người xem mạng có ổn không? Chia sẻ like trên giúp em nhé. À vào đây đã được gái xinh thơm. Vào đây đi vào đi. À like cá được gái xinh thơm luôn rồi. Chia sẻ like nhá. Hôm nay em sale lốt chỗ này này mọi người này và đồ bộ nhá. Chị ơi đồ bộ này yêu ơi nụ em thề luôn ấy, mặc lên không ngờ form nó xinh nó đẹp dã man như này. Mọi người xem like ổn không các chị ơi, mọi người xem nó có lét không hay là có bị giật nát gì không hả? Ở góc chế các chị chấm bài giúp em nhá, chị nào đang xem like chấm bài lên giúp em này. Bộ nó làm rất là xinh luôn nhá chị nhá, đoạn này tay bồng phồng như này, cái cúc này mọi người nhìn đẹp từng cái cúc luôn nhá, làm tay bo dê rất là gọn chứ không phải cái loại tay loe hẳn đâu. Nhiều cái nhiều bộ nó làm tay điệu điệu ấy, còn bộ này là tay rất là gọn luôn, xinh cực luôn nhá. Chia sẻ live stream lên giúp em nhá mọi người nhá. Em chào hai hai người đang xem ạ. Các chị xem live chia lại chia sẻ live chấm bài lên giúp em nhá. Chấm bài lên giúp em nhá mọi người nhá. Hello. Các chị xem live ổn không ạ? Mạng rõ không mọi người? Chia sẻ giúp em này, 5 lần hội nhóm 5 lần trang cá nhân nhá chị ơi. Chia sẻ giúp em vào các hội nhóm và trang cá nhân với. Chia sẻ giúp em vào hội nhóm và trang cá nhân nha. Rồi chị nào xem chị nào chia sẻ rồi comment lên giúp em biết mọi người đã chia sẻ nhá. Hello 25 hay xong người đang xem. Đẹp không các chị ơi? Con này em cái này con này em có một con duy nhất thôi. Còn một con duy nhất nha mọi người nhá. Rất là đẹp luôn. Cổ vuông mà áo màu da chất tâm đẹp luôn. Cái lốt cho chị nào 50 nghìn nhá. Chốt em đã ra 50 nhá. Rồi ai đang xem like cho em xin một chấm nhá mọi người nhá. Mọi người thích nên hàng gì mọi người báo em nha. Bộ như em đang mặc rẻ lắm các chị. Bên ngoài người ta đang xỉ ra là 130, 140 rồi các chị nhá. Nhà em bán lẻ cho các chị rẻ hơn người ta bán xỉ luôn được chưa. Em chào 35 người đang xem nhá. Hà Vi, Ánh Minh, Huyền Trang, hello. Xin chào.
Em có cả chất lụa hàn nhá các chị nhá. Lụa hàn rẻ hơn, lụa hàn rẻ hơn rất là nhiều ấy ạ. Đây em có một cọc lụa hàn này bán cho các chị luôn này. Chia sẻ like, hello Lan Anh nhá. Bộ này nó là lụa hàn các chị mặc nhiều mùa hè các chị cũng biết rồi đấy. Chất rất là thích luôn ạ. Còn cái này là nội thất kim nhá. Hello. Đây, bộ này là lụa hàn nha mọi người nhá. Lụa hàn. Chứ cải cúc luôn. Vải lụa hàn các chị biết mặc biết rồi ấy, cũng rất là đẹp luôn và không nhăn không nhàu luôn. Các chị thích lên lụa hàn không? Cái màu này em xem cái nhìn này có vẻ nó đang dịu nhầm thế này. Rồi chấm bài lên giúp em nhớ chị nha. Em chào mọi người ạ. Các chị ơi, các chị thích lên bộ lụa hay là lên áo len ạ? Hay là áo thu đông này? Chia sẻ like nhá. Giá áp dụng chia sẻ like thôi. Em chào 39 người đang xem nha. Các chị xem like cho em xin dấu chấm nha. À bác nào đang xem like, à em có dư hai cái túi thôi mọi người này. Rồi mấy cái này em xả nha. Ôi xưa. Rồi chị mặc mét 73. Mét 73 59 cân cọc với không vừa chị nhỉ. Ôi em ơi, mét 73 thì xác định là mặc cái gì cũng cọc nhá. Chứ không ai người ta làm cho các chị được mét 73 mà mặc vừa đâu, không có đâu. Đây là một cái chân váy dạ nhá, của bạn gì đây ạ? Bạn nào đây nhỉ? Tươi Lê Thị. Chán lắm các chị ơi, chân váy này bán rất là lâu rồi, đẹp lắm. Bây giờ đang vào mùa là các chị này. Size L ạ. À size M. Size M cho em nhé. Nhưng 52 cân đổ lại đẹp cho em. Size M nhá mọi người nhá. Xinh chưa ạ? Chất rất là đẹp luôn. Size M nhá. Cái này là từ hàng shop từ đợt trước đấy. Tươi Lê Thị đây. 230.000 này các chị này. Sale cho các chị luôn là 80.000. Chị nào lấy chân váy dạ cho chân váy dạ em thề luôn mọi người, hàng này hàng Quảng Châu. Bọn em đi nhập là 150 hoặc là 160 nhá. Bọn em đi nhập là 150 hoặc là 160 nhá. Đấy, được chưa? Xả cho các chị luôn 80.000, quá đẹp luôn, chân váy dạ. Size M nhá mọi người nhá, size M ạ. Size M nhá. Chị nào lấy chân váy dạ cho chân váy dạ cho em. Xem mọi người 80.000, hàng này là hàng Quảng Châu nhá. Hàng này là hàng Quảng Châu nhá. Còn một cái áo thu đông này. Cái này lâu lâu rồi em sẽ xả nhá. Đẹp lắm rồi chị ơi. Ôi chữ bi này. Quá xinh luôn. Cái áo này là chất bô zip đẹp nha mọi người nha. 50.000 em xả mọi người 30.000 ạ. Chân váy dạ cho Thúy này. Thúy Cherry này. Quá rẻ luôn đấy các chị. Vẫn còn nguyên giá của shop 230.000 đấy. Xả cho chị 80 nha. Ok này, rồi áo này. Áo này chất bô zip nha mọi người nhá. Em bao đẹp luôn, không bay không xù, cổ của nó 3 phân. Chất này không bay không xù. 50-60.000, em đi nhập con này 6-70.000 luôn đấy. 30.000 màu trắng cho em nhá. 30.000 màu trắng cho em ạ. Lan Anh nào đây nhỉ? 30.000 màu trắng cho em nha. 30.000 màu trắng giúp em nhá. Rồi, cái quần đũi này mọi người này. Cái quần đũi dài nhá. Cái quần đũi dài này ạ. Đũi dài này sẽ lốt các chị 50.000 nhá. Đây, 50 nha mọi người nhá. Quần đũi. Quần đũi màu này, cái này 50, cái này 52 cân đổ lại mặc đẹp nhá. 52 cân đổ lại mặc đẹp ạ. 52 cân đổ lại mặc đẹp cho em. 50.000. Chị nào lấy trắng cho trắng, lên thì Lan Anh chơi. Ok. Rồi ok, đây em còn hai con túi Gucci này. Hai con đũi Gucci này người ta bán 750.000. Hôm nay em lên không bỏ ra, cái này là lâu rồi chị bỏ ra bán đấy chứ. Bỏ ra hết làm sao được, nhiều cái không bỏ hết được. Không treo hết được lên ý. Chật quá, nhà đây có mấy cái khung này mà nó còn chật như thế rồi. Đang tính làm nào, không được cái khung này nữa không? Khung này nó yếu hơn. Rồi chia sẻ like nhá chị nhá. Em bán chiên tặng các chị luôn, 59.000 ạ. Em có hai con nha. Em không nhớ là khách nào đặt luôn ấy.
không nhớ là khách nào đặt luôn Gucci. Cái này 3 ngăn nha mọi người nhá. Gucci này 3 ngăn tiện đựng rất là tiện luôn, có dây đeo chéo nhá. Đây có dây đeo chéo luôn nha mọi người nhá. 3 ngăn ạ. Cái này là 3 ngăn nhá, túi Gucci 3 ngăn. Cái này khách nào đặt em không nhớ, hình như 70 hay 75 nghìn ấy. Sẽ có chị 59 nghìn luôn. Chào lấy túi chốt túi cho em có dây đeo chéo nhá. Gucci đeo chéo. Nhá, đeo chéo cầm tay đều được. Chào lấy Gucci này, chốt Gucci này cho em này, mã túi cho em 59 nghìn. Túi cho Phong này. 59 nghìn thôi. Chào lấy túi 59, chốt túi 59 cho em nhá. Túi 59 nghìn đồng em lên nhanh nhá. Lên nhanh nha các bạn nhá. Đây áo bao đẹp luôn. Đây áo này có 3 màu, áo này hàng da da nhá mọi người nhá. Khách vào đây chị ơi hốt đây. Chị ơi nhà chị bán bao nhiêu? Em bán 50 nghìn không tin. Phạm Hồng. Hồng ơi inbox cho chị đi, hôm trước em lấy mấy cái bộ gì trẻ con gì gì ấy. Mà chị có thấy inbox thông tin địa chỉ cho chị đâu. Đây ạ, à, con áo này mặc xinh lắm. Khách hôm nay lấy này mọi người này. Hôm nay bạn nào lấy áo này này, chất đẹp lắm nhá, chất tâm nhá các chị. Khách nhặt không cần hỏi giá luôn, vì biết là nhà em các chị bán, các chị biết bán như nào rồi đấy. Chị nào thích cái kiểu này không phải mặc dáng crop top đâu nhá, các chị mặc quần cạp tao nó vừa như này, này. Tại vì nó có một cái cạp chè đây đấy. Đấy chưa, chất này, tâm này, hàng da da nhà mọi người nhá. Giá áp dụng chia sẻ livestream cho em này. Em có màu trắng. Em có màu trắng, em có màu nâu này, tâm nâu này. Và em có màu này là màu đen, 3 màu cơ bản đẹp luôn nhá các chị nhá. Các chị nào lấy cả 3 màu thì comment cho em mã 139.000 là 3 màu, 3 chiếc luôn, 139.000. Còn chị nào mua lẻ cho em là bao nhiêu nhỉ? 50.000 thôi, bán mọi người 50.000 thôi. Cho em màu nâu ạ. Màu nâu, màu trắng và màu đen nha mọi người nhá. 3 màu quá là rẻ luôn. Form này 57 cân đổ lại mà ok cho em nhá. Đây, cái phà áo này, cổ không quá trễ đâu. Đây, cả vóng vừa, rất là đẹp luôn ạ. Đấy, chị nào lấy thì chốt cho em nhé. 3 màu cho em. Chỉ có em chỉ có 3 màu thôi. 3 màu chất đẹp, hàng da da nha mọi người nhé. Tăm, chất tăm, rất là đẹp luôn ạ. Xả các chị luôn là 49.000 một chiếc. Còn ai lấy 3 màu thì comment cho em mã 139. Có nghĩa là 139.000 là các chị sẽ được 3 chiếc luôn nhé. Ở nhỏ xinh này, nhỏ xinh mã nâu này, ok. Chị nào lấy nâu chốt nâu cho em. Cái này có nhiều lắm nhé, mọi người nhé. Ờ, đấy, hôm nay chị bảo là định gửi cho em nhưng mà lại có nhiều tối la nên này thôi. Nâu này cho nhỏ xinh này. Chèo lấy comment mã này cho em. Nhỏ xinh này. Em ơi. Còn 49.000 thôi các chị về sờ chất nhá. Nó là hàng tâm rất là đẹp luôn. Đây, có cái bò bò ở dưới này. Nhìn xinh lắm. Rồi chị nào lấy đi chốt cho em. À lấy chốt cho em nhá. Màu đen, màu trắng và màu nâu. Đen, trắng và nâu. Đen cho Trần Hường này. Chia sẻ đăng kinh cho em nhá. Đen cho Trần Hường này. Ok này. 49.000 đồng nhá chị nhá, không nghe sai đâu, các chị về thẩm chất giúp em nhá. Trần Hường hàng da da đấy ạ. Hàng mắc da da thôi chứ cũng không phải, đương nhiên là không phải hàng da da rồi. Hàng mắc da da mà túi zip như này. Ở hôm nay không ở, hôm nay quên đấy. Đấy, đẹp lắm nhá, màu đen này, đen cho Huyền Môn này, ok. Đen cho Huyền Môn này. Ok ạ, vẫn còn đủ màu nhá, nâu đen. Nâu cộng đen cho Khánh Vân, ok. Năm mươi nghìn ạ. Nâu cộng đen cho chị à? Khánh Vân, ok ạ. Nâu này. Cộng nâu. Đen cộng nâu này. Ok cho chị Khánh Vân này. Các chị chia sẻ live stream giúp em nha. Khánh Vân ạ. 50.000 thôi. Chất tâm đẹp lắm các chị. Bạn người hàng. Ô chị ơi hôm nay chủ nhật mà. Sáng mai em gửi nhá. Em làm đơn rồi. Yên tâm ạ. Nâu cho Thúy Cherry luôn này. Em vẫn còn đủ màu mà, các chị cứ comment đi. Khi nào em bảo hết thì mình ra hết nhá. Vẫn còn đủ màu nhá mọi người nhá. Cứ comment đi ạ, nâu ạ, nâu cho Thúy Cherry này. Hôm nay chủ nhật chị ạ, biểu điện không làm việc. Thúy Cherry này 50.000 con này. Chia sẻ like với em nhá. Hello Chi, nên Kazigan trắng cho Lý Bùi. Lý Bùi mã trắng này, ok. Đẹp lắm, màu trắng cũng đẹp lắm. Lý Bùi chia sẻ live stream đi em ơi. Giá áp dụng chia sẻ like thôi. Áo này cho Lý Bùi này. Giá áp dụng chia sẻ like nhá. Lý Bùi này, 50.000 đồng. Hello, em chào 58 người đang xem ạ. Mỗi người chia sẻ live stream giúp em một lần hội nhóm, một lần trang cá nhân nha các chị nhá. Rồi em còn vẫn còn đủ 3 màu nhá. Chèo lấy đi chốt cho em luôn ạ. Nâu còn một con thôi ạ. Em chủ yếu còn trắng. Em
Em chỉ yêu con trắng đen nhá. Trắng đen còn ít lắm. Đâu chị nào lấy nữa chốt cho em nhá. Ôi đẹp lắm luôn, cho mọi người like lại một lần nữa nhá. Đây ạ, form đây. Đen, trắng và màu nâu ạ. Các chị xem sát chất giúp em nhá. Chất tăm rất là đẹp luôn. Đen, trắng và màu nâu nha mọi người nhá. 49.000 thôi ạ. Chị nào lấy chốt cho em. Đen cho nhỏ xinh này. Đen cho Phạm Oanh này, ok. Chấm bài nhiệt tình lên giúp em nha. Đen cho Phạm Oanh này. Hết đen nhá. Hết đen rồi. Hết đen nha các chị nha. Hết đen còn trắng ạ. Hết đen nha mọi người nha. Em còn trắng. Em còn trắng và nâu nhá. Em còn trắng nâu. Còn trắng và nâu thôi. Màu nâu cũng chỉ còn một cái thôi. Cái này cho Phạm Oanh này. 50.000. Ok. Rồi, em còn một nâu thôi. Một nâu và ba trắng nữa là hết nhá. Một nâu và ba trắng nữa. Này hết sạch luôn. Hai trắng này. Đó. Đây, con này em còn đẹp lắm các chị này, chất này. 50.000 đốt nhá. Em còn màu này. Màu này là màu da và màu xanh than. Đây, còn hai con da và xanh than thôi. Chất tăm 50.000 luôn. Mỗi hôm bán 60, 65 em không nhớ. Hôm nay em sẽ hết cho mọi người 50 luôn nhá. Đây, kiểu này. Đó. Chị nào lấy chốt cho em, đây là màu xanh than nhá, chất tăm, tăm mềm. Rất là đẹp luôn. Ra ngoài các chị mua hơn 100 là bình thường. Rồi, chị nào lấy tăm chốt cho em mã tăm này. Đó, màu da rất là đẹp luôn ạ. Nhá, mọi người nhìn rõ không? Đó. Em có hai màu da và xanh than cho em 50.000 nốt nhá. Chị nào lấy da chốt tay cho em xanh than, chốt xanh than thôi nhá. Rồi, chân váy này mọi người này. Chân váy này em có đủ size SML nhá. Đây, cái này nó là bên trong của nó là quần nhá chị nhá. Bên trong này của nó là quần, bên ngoài là váy và có túi luôn nhá. Có túi chất rất là đẹp luôn ạ. Hình như hơi bị lệch sao hết mình nhá. Rồi. Đây, mọi người nhá. Này. Quần giả váy luôn. Bên trong này quần này các chị này, xịn sò chưa? Cái này có đủ size SML 40 đến 57 cân nhá. Em chào 65 người đang xem ạ. Các chị đang xem live mỗi người cho em xin một dấu chấm nhá. Màu da cho Trang Tây này. Ok này. Màu da này cho Trang Tây này. Có quần dài không ạ? À? Quần dài em có quần tăm thôi chị ơi, quần mặc nhà thôi. Màu da hết rồi Huyền Huyền ơi. Cái này cho Trang Tây hết rồi, còn màu xanh than thôi. Bộ như của chị em mặc được nhá, mặc được nhá. Em ơi mặc được nhá. Lụa xịn lắm các chị nhá. Lụa rất là xịn luôn. Em đảm bảo luôn. Rồi chân váy này 69.000 thôi. Hàng này các chị ra ngoài 100, 130, 140, 69.000 đồng nhá. Cái này nó là quần giả váy bên trong. Rồi 69.000. Bán lốt các chị 69.000. Kèm đủ size cho em S, M và L nha mọi người nhá. Đấy, được chưa? Đây bộ em mặc đây mọi người này. Bộ túi cái quần luôn ạ. Đây form này mọi người này, rộng này. Nói chung là bộ mặc nhà mình cứ mặc thoải mái như này. Tay của nó rất là gọn luôn nha mọi người nha. Tay rất là gọn luôn đấy. Vải là vải lụa nhá. Vải là vải lụa. Các chị thấy không? Càng mặc nó sẽ càng mịn nhá. Nó không bị nhăn. Mặc lên nó sẽ càng mịn và nó không bị nhăn nhăn đâu. Rồi, các chị ơi, chấm bài, chia sẻ live stream giùm em nhá. Xa ra một tí rồi này. Nó cứ bị ấy quá, gần quá. Được chưa? Nhiều hình lắm, có rất là nhiều. Rồi, chị nào lấy chân váy, chốt chân váy lên cho em nhé. Bộ chân váy này 69.000 thôi. 69.000 kèm size SML cho em nhé. Có túi luôn ạ. Chân váy 69 kèm size SML nhá. Chân váy 69 kèm size SML. Chấm bài lên đi các chị ơi. Bộ lụa như em đang mặc rất là nhiều hình, nhiều màu nha mọi người nhé. Đây, quần của nó cho chị mặc không sợ ngắn luôn này. Đấy, thấy chưa? Đó, mặc. Đó, 57, 58 cân. Là ok, chị nào cao thì có thể hơn. Đây là 139.000 à. Bộ lụa bao nhiêu thế chị? Bộ lụa cổ này. Này các chị nhìn này. Nhìn cái cúc này. Đẹp không ạ? Đẹp được cái cúc này mọi người này. Nó rất là xinh luôn nhá. Các chị ra ngoài bây giờ bộ này đang xỉ là 130, em bán lẻ cho các chị cũng là 130 thôi. 130 thôi. Hôm nay bán mọi người 130. Lụa 130.000 nhá. Không đẹp em không lấy tiền luôn. 130.000 ạ. Nhá, 130. Bộ em đang mặc có comment cho em mã gấu xanh có hai bộ nhá. Chốt cho em mã gấu xanh có hai bộ nha mọi người nhá. Gấu xanh có rất là nhiều hình luôn ạ. Kiểu như em đang mặc thì nó có Gucci.
xi này, nhiều này, nhiều hình lắm. Chủ yếu là cái hình như là rất là nhiều hình luôn. 130 thôi. Em vừa thì em một bộ nhé. Ok. Nhá, đây là Gucci này, Gucci màu xanh cho em. Gucci màu xanh nha mọi người nhá. Gucci xanh cho em này. Tất cả là form dáng đều như em mặc hết nhá chị nhá. Mặc và nhìn rất là gọn người luôn đấy mọi người ạ. Rồi chị nào lấy Gucci chốt cho em mã Gucci màu xanh này mọi người này. Gucci màu xanh gấu này cho em là mã gấu be nhá. Gấu hình be cho em, đẹp lắm các chị ơi. Gấu be này. Các chị nhìn nào, gấu be nhá. Vải lụa em càng treo thì nó sẽ càng phẳng nhá chị nhá. Riêng lụa xịn là các chị treo nó sẽ càng phẳng nhá. Rồi, cái này chốt cho em, con này chốt cho em mã gì nhỉ? Mã này quả gì đây ta? Quả đào đi, cứ comment cho em mã đào be nhá. Mã đào be nha mọi người nhá. Cái này chốt cho em mã Mickey màu hồng. Mickey màu hồng này. Và bộ này cho em là vơ sạc màu vàng. Vơ sạc màu vàng. Đó, form như em đang mặc đấy. Vơ sạc màu vàng. Đây, có đây nữa này. Cái này là màu bơ nhá, xanh bơ này. Bộ này xanh bơ này. Đấy, có xanh bơ. Xanh bơ nữa. Đó, hình Mickey xanh rồi đó. Đó. Có mấy hình ấy thôi, chị nào thấy hình nào comment hình đấy cho em nhá. Rồi, tiếp em lên tiếp áo này nha. Áo này là form ôm này, dành cho hầu như ở đợt này về form ôm nhiều ấy. Đấy, form ôm gấu be cho Liên, gấu đấy chị nhé, ok. Gấu be cho Liên này. Ok, đây là áo nha mọi người nha. Áo này là form ôm. Ok, gấu be cho Liên nha. Áo này là form ôm nha. Hôm trước cũng bán như bán lốt các chị luôn. Còn tương đây màu bán nốt. Màu hồng này, em có cái này là Balenciaga. Balenciaga màu hồng này, Balenciaga màu trắng này, Balen màu da này, Balen màu vàng này và Balen màu đỏ nhá. Cái này là form ôm mặc quần cặp cao nhá chị nhá. 50.000 thôi. Mọi người chị nào lấy. Cái này của nó là chất cốt tông nhá mọi người nhá. Rồi cho em này, mã Balen đỏ này. Balen vàng, Balen màu da, Balen màu đen và Balen màu hồng nhá mọi người nhá. 49.000 đồng. Chị nào lấy áo chốt áo 49 cho em nhá. Áo 49.000 kèm màu nhá. Áo 49 kèm màu. Nên nem cardigan chị không có sẵn đâu em ơi, chị có nhiều lắm. Áo hôm nay có đây chị đăng thì là chưa có sẵn, là vì áo đấy là hôm nay mới gửi về hàng về ấy. Gấu be này cho Liên này, gấu be xinh. Gấu be đẹp, lụa đẹp nhá chị nhá. Lụa đẹp, nói chung là lụa hàng xịn em mới nhập về em bán tại nhà ấy các chị. Cho mọi người sờ nó sướng ơi là sướng luôn ấy. Sướng lắm luôn ấy. Cho Liên này. Ok. Lấy một bộ như chị gấu như chị mặc không? Lan thông một bộ gấu. Lan thông một bộ gấu. Chấm vải lên cho em nha mọi người nhá. Cái đấy con trai con gái đều mặc được đấy. Đấy ạ. Rồi ạ. Ok, tí em lợ đơn, à mai em lợ đơn ai thì ngày mai em sẽ ship hết nha mọi người nha. Đây này, ngày mai em sẽ ship nha. Gấu này cho Thu Đô Hương nha. Đơn đơn mai chị gửi cả thẻ nha. Cái này cho Nam Thanh 130.000. Ok. Rồi, còn chị nào lấy nữa thì chốt cho em nhé. Cái gì nhỉ, áo cúc này em chỉ còn một cái thôi, cúc hồng này, cúc này có màu hồng, màu đen, hồng đen xanh, màu xanh lại đen, hồng đen xanh trước, còn áo còn nhá. Đây này, đẹp lắm luôn, cái dáng này không lấy nó hơi phí luôn nhá mọi người nhá. Nhìn này, chất cũng như vậy luôn, chất đẹp luôn. Chốt cho em mã cúc, em có màu hồng ạ. Cúc em có màu đen ạ. Và cúc màu này cho em màu xanh lạ. Xanh lạ là em chỉ có một chiếc thôi. Màu này rất là sang ạ. Chị nào trắng mặc cực kỳ sang luôn.
nhá. Đó, cái này dáng người dành cho chị nào thấp thấp nhỏ nhỏ mà càng đẹp ạ. Đây nhá. Đây là màu xanh lạ cho em. Chốt cho em mã xanh lạ có một con thôi. Chốt cho em mã màu mã cúc em có màu đen và mã cúc em có màu hồng nha mọi người nhá. Đó, có ba màu bán mọi người 50 000 ạ. 50 000 nhá chị nhá. 50 ạ. 50. Và mã cúc này em có 3 cái. Cái này em có 3 chiếc, cái màu này của nó là màu ghi nha mọi người nhá. Màu này là màu ghi ghi tàn đấy ạ. Các chị ơi xem like chấm bài lên giúp em. Màu ghi ghi tàn tàn nhá, rất là đẹp luôn ạ, nhìn nhá. Ok. Ghi ghi tàn tàn rất là đẹp luôn. Cũng là dáng như vậy luôn nhá. Đấy, chị à, lấy chốt cho em mã ghi. Riêng mã ghi này nó mỏng, nó mịn, mềm hơn. Em nhưng mà em bán rẻ hơn cho mọi người là 39.000 thôi. Chốt cho em mã ghi 39 nha mọi người nhá. Cái này này em chưa cài cúc hết ạ. Mọi người về cài cúc giúp em nhé. Ghi 39.000 xanh lạ cho nhỏ xinh này. Ok. Rồi chị nào lấy màu nào nữa comment vào đấy cho em nhé. Xanh lạ cho nhỏ xinh này. Vẫn còn đủ màu nhé mọi người nhá. Xanh lạ vẫn còn một cái. Xanh lạ rất là đẹp luôn ạ. Rồi. Đấy chị nào lấy màu ghi chốt em. Màu ghi này em bán riêng màu này em bán là mọi người 39.000. Được chưa? Mình cứ bán này bảo sao mãi không đầu nhỉ. Chúng ta bán đồ lãi tiền 100% ấy, bảo sao mà nên giàu quá. Nhỏ xinh. Các chị chấm bài lên giúp em nhé. Nhỏ xinh này 50 thôi. Các chị hôm nay có hôm qua ai chưa xem phao không? Để hôm nay lại phao cho mọi người đặt đơn này. Để tuần sau em trả tiếp này. Phao nhá. Các chị nhìn cái lông nó xịn như này không? Mà ai tin 100 mấy không? 100 mấy nghìn một cái áo, một cái áo phao không? Yeah. Chị nào chưa xem thì màu hồng đẹp quá chị ơi. Rất là dày như này mà chịu hơn 100 nghìn. Mẫu thì là mẫu hot nữa. Nhá, mẫu thì là mẫu hot. Siêu đẹp luôn ạ. Đẹp lắm luôn, rất là dày dặn nhá. Hàng này là hàng made in Việt Nam. Made in Việt Nam nhá, 180.000 đồng. Các chị ơi, nhìn cái mũ này. Cái lông này riêng có màu hồng với cả màu gì ấy, màu xanh màu gì ấy. Cái mũ lông nó rất là đẹp luôn. Đẹp lắm, 180.000 thôi. Cái này có nhiều màu nhá chị nhá. Màu đen, màu be, màu xanh, màu vàng. Đen, be, xanh, vàng. Đó, đen, be, xanh, hồng. 180.000 đồng. Rất dày, đẹp và ấm luôn nhá. Cái này em hết có sẵn rồi. Bây giờ em chỉ còn ấy thôi. Cái này em hết có sẵn rồi nhá chị nhá. Giờ chỉ có đặt thêm thì em mới còn thôi. Chứ còn là có sẵn là hết sạch rồi. Sẵn là hết luôn. Chia sẻ live stream giúp em nha. Chấm bài chia sẻ live stream lên giúp em. Các chị thích like hàng gì ta? Này, đi lê sao rồi. À, Zinetam rất là xinh luôn. Zinetam nhá. Cái này rất là xịn xò. Cái này hàng Quảng Châu nha mọi người nhá. Có thể inbox cho em đang mặc cái bộ này nó không hợp ấy. Zinetam. Các chị ơi chấm chấm bài lên giúp em với nha. Ai đang xem like chấm bài cho em xin một chấm nào. Xem nào, màu vàng này còn size gì nhỏ L này, size L này, 2XL này, size L trở lên. Ghi 39.000 cho môn phạm. Ok. Rồi đây. Các chị ơi áo gió nót nỉ. Gi lê có màu hồng, màu gi lê có màu hồng, màu be, nhiều 4 màu em ơi. Gi lê có 4 màu nhá. Đây, nót lông này mọi người này. Nót lông bao đẹp luôn. Cái khủng long này không lấy là các chị ơi phí luôn đấy. Hôm trước bán 120.000 mà không có mà bán. Mà chỉ có một màu, hôm nay về đủ 2 màu luôn này. Rất là đẹp luôn nhá. Đó, có tới 25 cân luôn nhá các mẹ nhá. Nhưng mà màu vàng này em chỉ còn size từ 17, 18. 17 cân đến 25 cân nhá. Màu vàng em còn 17 đến 25 cân. Gió khủng long cho em. Nhưng mà nó lót hết lông nên rất là ấm. Lót hết lông nên là rất là ấm nhá. Khủng long vàng cho em ạ. Bao nhiêu hả chị? Hơn 200 một tí thôi. Inbox cho chị nhá. Đây, này.
Khủng long xinh lắm luôn. Khủng long vàng cho em. Chốt cho em mã khủng long vàng. 99.000 đồng khủng long vàng. Cho em xem mấy màu di lê. Mấy màu di lê em phải vào trong bài. Vậy cái đấy là hàng của khách đặt đấy em ơi. Cái đấy là hàng của khách đặt trước đấy. Rồi còn cái khủng long màu à vàng như còn một cái nhỏ đấy. Vàng như còn một cái đọc đây. Ui xinh ôi là xinh luôn. Size S này, mẹ nào không lấy là hơi phí luôn. Thật sự màu đỏ rất là đẹp luôn nhá. Này các mẹ này, khủng long đỏ cho em. Đấy em có size từ 12, 13 đến 25 cân luôn ạ. Lót hết luôn nha các mẹ nha. 99.000 khủng long cho em. Lót lông bao ấm luôn. Cái này mặc áo giữ nhiệt bên trong nữa thôi thì không phải nghĩ luôn. Rất là ấm nhá. Mà gọn gàng nữa. Rồi chị lấy khủng long đỏ cho khủng long đỏ. Khủng long đỏ thì em còn đủ size nhá. Từ 12 đến 25 cân. Khủng long đỏ từ 12 đến 25 cân nhá. Cũng 99.000 thôi. Chị lấy thì chốt cho em. Khủng long đỏ. Đỏ vàng. Cái này em về hôm trước về là 30. 30 ấy đấy, 30 cái. Thôi cái này sao vừa được. Cho ai? Cho Vi á. Cho Vi hay là cho ai? Còn mấy cái áo phao xinh lắm luôn ấy Ngọc Anh. Vi thì không vừa, chỉ có pin mới vừa thôi. Vi không vừa, chỉ pin mới vừa thôi. Mua mấy bộ lụa đấy, em nói thật với các chị này. Cho Vi á. Vi không vừa, Vi mặc mấy cái áo. Đây là xinh cực luôn, rất đẹp lắm. Nhá. Thôi nào. Có size nhí nhí đấy, màu hồng, màu đỏ này, màu đỏ này mặc được hai mặt luôn nhá các bạn nhá. Cái màu này của em là hàng hai mặt luôn nhá. Rồi. Pin nhiều à, khoác lắm rồi à. À vi gì? Đây này, cái này mặc được hai mặt luôn nhá các mẹ nhá. Đây này, riêng màu này của nó mặc được hai mặt luôn. Đây. Cái này mọi người mặc được hai mặt luôn nhá. Bên này, mặt ngoài này nó thêu này, mặt trong đây nó cũng thêu luôn nhá. Mà mọi người lộn ra. Đó, thấy không? Đó, lại là như một cái khoác. Đó, mặt được hai mặt luôn nha các mẹ nhá. 99.000 thôi, quá rẻ luôn. Cho chị một bộ lụa màu xanh nam mặc. Ok chị lụa à, chị Lành ạ. Siêu đẹp luôn áo phao này. Áo phao này em có size từ 8 cân. Có size 10 cân luôn em. Size từ em có size từ 8 nha mọi người nha. Cái này đang em không mặc vào đây nó hơi khó. Có size từ 10 cân nha mọi người nhá. Này, chun vào mũi rất là gọn luôn nhá. Đây, màu này cha gái đều mặc được nhá. Em có size từ 10 à, từ 8 đến 16 cân. 8 đến 16 cân. Chị nào lấy chốt cho em á. Phao kèm size nhá, phao kèm size cho em. 8 đến 16 cân nhá, 8 đến 16 cân. Chị nào lấy thì chốt cho em, 8 đến 16 cân. Màu đấy thì là còn đủ size đấy. Có màu hồng này nữa này. Màu hồng này em cũng còn đủ size này mọi người. Rõ càng cái nhỏ nhỏ thôi, càng xinh. Em cứ thích rõ với cái size nhỏ nhỏ mà xinh. Chị 54 mặc vừa chị ơi, em còn mặc vừa đẹp này. Chị em mình còn mặc đẹp luôn đấy chị ạ. Sao còn màu khác không chị? Còn nhá, sao còn màu khác nhá. Đấy ôi màu hồng này, ôi thề luôn, đẹp lắm luôn nhá. Đây màu hồng số 1 này mọi người. Kiểu này mặc lại quá min rồi. Ừ. Đây này, hồng này đẹp lắm luôn này các mẹ này. Hồng cho em màu hồng nhá. Hồng này em cũng còn đủ size. Hai màu này là em còn đủ size nhá. Màu hồng này và màu này là màu đỏ cam. Đây là có đủ size luôn. Đó. Có nhiều nhiều màu lắm chị Lành ơi. Áo màu ghi. Chị quên chưa ghi. Nhá. Đây mặc hai mặt luôn này. Ok chị quên đấy. Ghi là trong môn phạm quên chưa ghi. Đọc xong đang mãi nói nên là xong là quên chưa ghi chứ. Cái này cho môn phạm này. Chị Lan ấy có nhiều màu lắm nên chị thích màu giống của em. Nhiều màu lắm luôn, làm hai bộ đi chị, mặc sướng lắm luôn ấy. Em thật những cái hôm mà trời hanh hanh mà nắng nắng lên như này ấy, kiểu rất dở thời tiết như này. Mà đa số là cái thời tiết kiểu như này chắc phải còn tầm hơn một tháng đến một tháng nữa. Lạnh nó cũng chỉ tùy theo đợt thôi. Nên là các chị mặc những cái bộ này là rất là dễ chịu, rất là hợp lý luôn rồi ấy. Đây cho môn phạm. Mà có 130.000 thôi. Bình thường cái này các chị phải mua 178 nhá. Tại vì nó đang sale ấy. Nó đang sale. Đây em có cái màu vàng chanh rất là đẹp luôn. Sao này này. Chào lấy hồng, chốt hồng cho em 99.000 nha mọi người nhá. 99.000. Đây
chị Lành ơi, có xem mấy màu không? Rất là nhiều màu luôn. Trên kia còn màu nữa cơ. Màu lụa, đây là màu lụa, đây là vải lụa nhá. À ok chị, màu lại cũng đẹp. Đây, để em thay cái màu này ra cho chị nhá. Đẹp lắm luôn. Kiểu màu nào cũng đẹp luôn đấy. Ok cho chị. Chào chị Hằng Khánh đó chị ơi, màu nào mặc lên rất là xinh. Chào chị Hằng Khánh. Ok. Màu nào mặc lên cũng rất là đẹp nha. Cái này đằng sau cái này hôm nay em kẹp cái vào rồi, kẹp cái kẹp kia vào nên đâm ra là cái cổ này nó hơi bị đằng sau này nó hơi bị dính. Một 30 thôi, bộ này có 105.000 lụa nhá chị nhá. Đây là em hôm đó em kẹp cái quần nó vào này. Lụa có túi nhá chị nhá, quần có túi hết mà rất là xinh luôn, nhiều màu lắm nhá chị ạ. Có Gucci này, em đây có màu xanh bơ nữa này. Cái gấu màu xanh bơ này, nhiều màu lắm đó chị ơi. Và rất là gọi yêu luôn. 130.000 vải lụa nhá. Này quên đấy. Cái này này, cái tay này của nó này. Ok, cái này bộ này nó lại làm bo vào luôn này. Rất là đẹp, trùng với cả màu, trùng với cả cái màu viền luôn nhá. Cái này cho em là mã đào, đào màu me. Mà cái này không bị lộ nữa. Em thấy không bị lộ đâu, không bị lộ bụng. Rộng rãi thoải mái luôn mà. Rồi các mẹ ơi, chấm bài lên đi. Còn cái gì nhỉ? À, nó có cả một màu xanh giống của em ở cái hình này này. Mọi người chấm lên với em nhé. Đây, màu xanh giống hình này. Một cuộc đời mà không có đến một bộ lụa là hơi. Chị lên mấy bộ màu hồng đi hả? Ok, thích màu hồng em. Màu này cũng đẹp này. Chị mặc lồng luôn nhá. Đây, cái màu xanh giống vừa nãy này. Tay này là tay cài cúc nhá. Màu hồng à? Màu hồng kia là hình nó có thắt lơ lơ ở đằng trước em ạ. Cái hồng tim kia là nó thắt hình lơ lơ ở đằng trước. Cổ nó cổ khác. Năm cân là mấy tuổi chị ơi? Đây chỉ có cầm một bộ màu hồng đấy rồi. Đây ạ. Cái màu xanh như em đang mặc đây nó cũng rất là xinh. Quần của nó là quần màu xanh trơn thôi. Và cái hình này của nó hình ở giữa này này. Hình đầu con Mickey á. Đơn giản thôi. Đẹp này, bộ này đẹp này. Chị Hảo lấy chốt cho em mã Mickey này. 8 tuổi hấu lớp 2. Đây. Quần xanh trơn như này nhá. Bộ này đẹp lắm. Bộ này đơn giản này, chị nào thích đơn giản thì lấy mấy bộ này này. Đẹp luôn nhá. Xanh này. Cái quả này, cái cổ bên trong. Em đang mặc một cái bộ bên trong đó. Chị Hảo, màu này đơn giản thôi nhưng rất là sang luôn. Mickey xanh cho em có 2 bộ nhá. 2 bộ Mickey xanh này, đẹp lắm. 130.000 thôi.
mặc hai bộ chèn nhau ấy. Đó, chèo lấy thì chốt cho em bộ này. Đây nhá, em mặc hai quần nên là nó nhìn nó không đẹp, nên là mặc một bộ với lấy màu xanh đơn giản, quần trơn một màu, áo chỉ có một hình này thôi. Đó, chèo lấy thì chốt cho em mã Mickey xanh này nhá. Mickey xanh nha mọi người nha. Mickey xanh cho em 130, màu trơn đơn giản đẹp, dành cho ai thích kiểu đơn giản thôi. Chị nào thích đơn giản thì chị lấy cho em mẫu đấy. Ai lấy thích đơn giản lấy cho em mẫu Mickey xanh đấy nhá. Mickey xanh. Em dơ màu quá chứ nhá mọi người nhá, cho dễ nhá. Đây màu hồng đấy, màu hồng giống với chị mặc này. Đây con bò sữa. Phải như giống như cọc kia không nhỉ? À đây dài. Con bò sữa này. Ôi xinh chưa? Màu hồng bò sữa này Lan Anh ơi. Đẹp nè. Màu hồng bò sữa, quần màu hồng luôn nhá. Chèo lấy bò sữa hồng, chốt em mã bò sữa hồng này. Xinh quá, 130.000 bò sữa hồng nha. Bò sữa màu hồng. Chốt cho em mã bò sữa hồng. Yêu không? Bò sữa màu hồng nha mọi người nha. Bò sữa màu hồng, chốt em mã bò sữa hồng nhá. Bò sữa hồng này. Em nói với chị không tin chứ lấy là 120.000 đồng. Bán nó với chị 130. Đó. Cái này là Burberry, cái này là vừa sạc màu xanh, họa tiết xanh thêm. Vải lụa, tất cả đều là lụa. Nhập 120 rồi em bán mọi người 130 thôi nhá. Lấy size mất lộc luôn ấy. Màu xanh. Chị nào lấy chốt em ạ, họa tiết xanh. Họa tiết xanh nhá. Có bộ hồng mà không có họa tiết không? Không. Nói chung là bộ lụa này đa số sẽ có họa tiết đấy chị ạ. À chị gửi ông Năm rồi đấy, nhận được chưa? Moschino này. Con gấu Moschino này, đẹp chưa? Moschino màu xanh này. Ai trắng mặc màu này cực đẹp, cực sang luôn. Phải lụa đẹp lắm. Chị nào lấy chốt cho em nhé. Ai lấy thì chốt cho em Moschino màu xanh. Moschino xanh này. Moschino xanh. Ok, cứ gửi ông đấy là tiện. Lắm khi hẹn nhau thôi. Nói cả hình này là hình gì đây? Vải lụa xịn nhá. Bộ xanh nhạt phối tay hồng. À, xanh nhạt đấy cũng 130 em. 130 nhá. Đây. Đây. Bộ lụa bao nhiêu ạ? 130.000 thôi em ơi. Em đây em không nói sai mọi người đâu. Nhập em nhập 120.000 rồi đây. Nhập 118.000 và ship em là 120 này các chị này. Bán thôi các chị uống 130, lãi có 10.000 một bộ lụa. Người ta bán 160, 170 rồi là đương nhiên rồi. Đó, chị nào lấy chốt cho em ăn. Đây họ, màu xanh nhạt phối hồng nè. Đây là màu xanh bơ, rất là xinh luôn. Đây có con này nữa này. Xanh bơ này. Em bộ lụa xanh Mickey ok. Đây, đây. Màu này hả? Đây. Cái này là Gucci này, Gucci xanh này. Cái này cho em này. Cái này là màu xanh bơ nhá. Đây ở trong lam ha, kiểu màu cổ úa đấy, mình tưởng tượng ra nó là màu cổ. Lụa xanh Mickey ok. Đây này, màu kia dạ, màu cổ úa này. Cầm không đúng vai nó lên nhá. Đây. Đó, màu này này. Rất là sang luôn. Vải lụa hết nhá. 130.000. Lụa xanh Mickey này. À, lụa xanh Mickey đây. Bộ này đúng không? Lụa xanh Mickey đơn giản như này. Em thích đơn giản như này đúng không? Ok, dịu này. 130.000. Rồi, chị nào lấy bộ lụa nữa, xót bộ lụa cho em nhá. Ok, hình này là hình con Hello Kitty. Đây các chị nhìn cái cúc của nó này, rất là đẹp luôn nhá. Vải lụa này càng mặt nó sẽ càng mịn nhá. Nó sẽ không bị nhăn. Chứ còn nếu càng gập càng để nó sẽ càng bị nhăn, càng treo lên càng mặc vào nó sẽ càng suôn. Đấy mới là vải xịn nhá. 130. Quá rẻ luôn rồi em thật. Các chị thấy chưa? Em nhập 120 mà em bán lẻ các chị. Người ta bán buôn có khi người ta còn lãi 10.000 đấy các chị. Không ai bán lẻ mà lãi 10.000 bộ như em này đâu.
lắm luôn. Vải sờ phê luôn. Mickey vẫn còn nhá. Mickey còn hai bộ nữa. Quên nó có bộ trèo trên bữa lấy không bỏ ra lại. Bỏ cái bộ mình bóc. Đây, có kiểu này, có cả màu wuxi đơn giản này. Wuxi đây. Chấm bài đây cho em nhá. Đây, tôi sạc vàng này. Mickey này. Mickey hồng này. Màu hồng Mickey này. Hồng Mickey này. Với lại xanh wuxi. Mã xanh wuxi nhá. Xanh wuxi. Xanh wuxi. Được chưa? Đây, cái mã này thì chỉ có 101 thôi này. Hồng bò sữa cho Lan Anh này. Đây có hồng có hình này nữa này. Đó, hồng có hình cô bé hồng nữa này. Cô bé màu hồng. Cô bé màu hồng nữa nhá. Cô bé màu hồng 130. Hồng bò sữa cho Lan Anh. Đây này, kiểu này này, kiểu này nó thắt nơ đằng trước, vải thì như nhau nhá. Đây nhưng kiểu thì nó hơi khác một chút nhá. Cái này em có tim hồng, cái này là 101 tim hồng. 101. Tại em hơi lùn 46 cân mà vừa thôi cho em cô bé nhà. Ok. Đây có con này con Kitty xanh này đẹp không? À con Mickey. Cái này là con mini ấy nhỉ? Con mini xanh này cũng đẹp này. Chờ đấy mini xanh, chốt mini xanh cho em này. Mini màu xanh nhá. Mini màu xanh đẹp không? Xanh ngọc. Mini màu xanh rất là đẹp luôn. Đây giống kiểu như em đang mặc. Mini màu xanh cho em 130. Đó, cái kiểu chữ này thì chỉ có 101 thôi này. Cái này chốt cho em mã chữ xanh 101 này. Tim xanh 101 này. Tim xanh 101 này. Tim hồng 101 kiểu này này. Tim hồng. Tim hồng cho em 101. Kiểu này là kiểu điệu nhá. Kiểu này là kiểu điệu. Dành cho ai thích điệu. Thắt lơ đằng trước. Dành cho ai thích điệu nhá. Ok, cô bé hồng này. Đây, cô bé màu hồng này. Thích màu hồng. Ok, chân Lan Anh này. Lụa 46 cân mà hơi lùn. Nói chung là mà sẽ bị dài rộng hơn em ấy. Tại vì cái này bộ xanh ô ô viền tay cam. Bộ đấy là bộ wuxi chị ơi. Bộ đấy là bộ nó xanh nhạt hơn cái bộ này em cầm. Đâu còn chị nào lấy nữa không? Lấy thì comment luôn nhá. Lụa mà có 130 các chị. Nhập 120 để bán thì chị 130 có chết không? Chắc ở đây còn mấy hình nhập lại thôi. Bộ đấy là bộ wuxi xanh này chị. Wuxi xanh. Đây. Đúng không chị? Bộ này đúng thì ok nhá. Bộ này 1.3. Bộ này 1.30 nhá. Ok. Cho chị Hoa Nguyên. Vàng là tay nào? Đây của nó là tay màu cam nhá, không có tay vàng đâu chị. Tay vàng nó là bộ Mickey khác. Tay vàng này nó là bộ Mickey này. Đây bộ Mickey này thì em còn hai bộ nhá.
Bộ em đang mặc bao nhiêu? Bộ em đang mặc là 130 thôi chị ơi, 130.000. Đây là Mickey nhá. Đây là Mickey xanh, chốt đã Mickey xanh nhá. Nếu còn bộ chị bảo phải lấy tay cam màu vàng đó là bộ kia nhá. Đây chị áo lấy Mickey xanh, chốt Mickey xanh này em đang còn 2 bộ. Mickey xanh này còn 2 bộ nhá. Chị áo lấy Mickey xanh, chốt Mickey xanh. Em còn 2 bộ Mickey xanh ạ. Cần bộ đó ấy. Bộ đấy đâu, bộ tim xanh. À tim vàng. Đây, quá thằng này đẹp lắm. Bộ Mickey xanh này rất là đẹp, đơn giản. Nhưng mà rất là đẹp luôn, 130 nhá. Áo này 50 thôi. Áo này 50 em đang còn 2 màu nâu và trắng. Nâu này chỉ còn một con. Trắng thì còn 2-3 con ạ. Chị áo này áo này sẽ áo 50. Shop ở đâu em? Em ở Bình Giang Hải Dương nhá. Nâu ở đằng sau em lấy đây. Đây là màu nhạt hơn. Đây là màu nhạt hơn nha chị nhá. Nhạt hơn, phối vàng. Mickey xanh cho Ngọc Huyền. Hoodie khoác của hồi hoodie em thẻ luôn đấy mọi người. Cái đợt vẫn đang nắng ấy, các chị nhớ không? Đợt vẫn đang nắng ấy, em ôm được hàng shop sale ấy. Có hoodie các thứ ấy, giày, ôi là giày. Mà bán 120.000, bây giờ đi nhập toàn hơn 200 thôi các chị ơi. Đau đầu, buốt đầu luôn ấy. Để mà nếu mà để đến bây giờ lúc lạnh này bán thì thật sự 150 các chị vẫn nhớ. Mickey xanh này cho Ngọc Huyền một bộ này ok rồi, chị nào lấy Mickey xanh nữa không? Mickey xanh này cho không gửi áo cho cô à? Bình Giang thôn nào em ở tại học. Ôi cháu quên rồi cô vui ơi. Hôm nay về lại quên rồi. Mai đi múc lại cho cháu đi cô. Đau đầu quá. Mickey xanh này rất là đẹp, đơn giản đẹp. Mickey xanh, chẳng nhẽ em cái bộ Mickey xanh. Nhìn xem. Em ở chỗ cây xăng xối ấy chị ơi. $130.000. Quá rẻ luôn. Phối vàng này cho chị Hoan Nguyên này. Ờ em quên mất là có màu này. Chị còn áo len trên cổ 3 phân không? Chị còn, em lấy màu gì? Chị còn đấy. Xanh đeo, màu đen, màu ghi, màu đen, màu trắng. Xem với bộ này có túi tắm đàng hoàng nhá, vải xịn sò nhá, 130 nhá. Vải lụa 130.000. Em ơi ai bán lãi 10.000 bao giờ đủ phụ phí không? Bảo sao này, Mickey xanh đẹp luôn. Ok, đợi chị một tí nha. Đợi chị cho mấy cái này lên tắt. Này, con Mickey này cũng đẹp này mọi người này. À con Mini xanh này cũng đẹp này. Mini xanh này cũng đẹp lắm nhé. Con xanh bơ này. Con xanh bơ này. Phối hồng này. Treo treo. Đấy em bộ đấy cho Quỳnh Anh bộ này à. Ok.
quần của anh này. Anh lấy bộ này chưa, bên dưới này chưa treo. Lụa, lụa đẹp nên là cầm vào nó cứ trơn trơn từng tuột ấy. Tay nó làm rất là gọn luôn nhá. Cực kỳ gọn. Con bò sữa màu hồng này. Ai yêu màu hồng không? Bò sữa hồng đây. Đây. Bò sữa hồng xinh không? Xinh luôn. Lụa bao nhiêu chị? 130 Hằng ơi. Lụa 130 thôi. Nào, cái màu này chị nào trắng mặc siêu siêu nổi luôn. Nào, màu xanh này. Con gấu bui đi. Siêu nổi luôn. Này là mai treo. Mai treo. Đủ rồi, Linh ơi đủ rồi. Này cho Quỳnh Anh này. Đủ rồi nha. Quỳnh Anh. Người ta bán 170, 180, mình bán có 130 lái 10.000 à. Nay chị mới đi nữa à? Không. Chị không đi đâu. Lucy là còn một bộ thôi nhá. Lucy còn một bộ này. Lucy, mẹ lấy Lucy trước Lucy. Ôi đi thế cũng mà chết mệt. Cardigan trắng chưa? Cardigan đấy để sang tuần nhá. Nhiều cái cardigan đẹp lắm. Nhiều cái cardigan đẹp đấy. Cardigan trắng hôm nay chị, hôm nay chị có ảnh thật đấy. Chụp đấy. Ai lại áo len cổ 3 phân à? Len cổ 3 phân. Em đang hãi cái áo len áo lỉ trước đặt. Trời ơi, nhắn tin thì chị ghép. Hàng hơn 300.000. Rồi em chưa, mai nhá, mai chị gửi nhá. Đây. Đen cổ 3 phân trơn như này. 139.000 hai chiếc. Đen này. Nâu này. Rêu này. Còn này là màu sữa, trắng sữa. Hồng. Quá đơn giản. Cái hàng này là hàng 139.000 hai chiếc, tính ra là 69.000 đồng một chiếc nhá. 40 đến 60 cân ok. 60 65 cân thì ok. Chiếc đen theo Ngọc Huyền này. Chia sẻ bán chim với chị nhé. À, còn hai cái quần Adidas đâu nhỉ? Các chị chấm bà lên đi. Em lên cái áo len nhá. Xem cái áo len trên đây cho các chị nhá. À có con này hôm trước khách. Buồn, buồn tình đầu. Đẹp như này mà xả ra ta. Đây này. Đây này các chị này. Con này này. Đẹp lắm, con này bán bao nhiêu không? Em bán lâu rồi ấy. Này. Chất đẹp dã man luôn. Khoác chứ không có khoác đâu em. Đây này. Đẹp ơi là đẹp luôn.
nhá. Còn đây hôm nay em bán là 79 hay 85 nghìn này mọi người này. Chất đẹp lắm, chất len rất là đanh. Chốt cho em mã kẻ hôm nay cho mọi người 70 thôi nhá. Chất len không dày không đẹp, em không lấy tiền luôn. Cái này dáng của nó kiểu dạng suông suông ấy, suông suông mà dáng kiểu vừa vừa phải chứ không phải là cái dáng mình mặc dài bình thường đâu nhá. Mà còn kiểu cao rất là đẹp luôn ạ. Men này mọi người nhìn này. Đấy, xinh lắm luôn, 70.000. Ok, cho link cái này. Xả ra mà chị sẽ tiếp. Thì bạn ấy bảo là ôi em không, em nhớ là không, em không lấy cái này không có đâu, chắc chị nhầm với ăn. Chẳng lẽ mới nói thế nào thôi. Em nhìn lại xả ra lại bán này, phải bán rẻ hơn nữa. Rất đẹp lắm luôn. Và những cái màu như này mặc các chị mặc không cả bao giờ có bị nhẫn hết. Đây, bộ chị đang mặc còn nhá. Cái này cho mình. Ờ, phao bé có những màu gì chị? Phao bé chị có màu màu hồng cam thế này nhỉ, em con trai đúng không? Có màu hồng cam với cả màu vàng chanh này, em mặc màu vàng chanh thì rất là đẹp luôn. Màu vàng chanh nó rất là nhỏ không? Vàng chanh này không còn size nhỏ rồi. Vàng chanh này chỉ còn số 3 và số 5 thôi. Bộ chị đang mặc là một còn em ơi, rất là nhiều màu luôn ý. Đây, vàng chanh này nữa này. Cái này không không phải vàng chanh mà nó gọi là màu xanh bơ. Xanh bơ siêu đẹp nhá. Xanh bơ đẹp lắm. Cái này mặc hai mặt nhá chị nhá, xanh bơ. Cái màu xanh bơ là em còn hai chiếc. Đẹp lắm, 100.000 thôi. Các chị về sờ xuống cực luôn. Em lấy màu với lại đẹp đấy. Xinh. Con nhà em, thằng cu nhà em chắc phải số 2 rồi. Số 2, số 3 rồi, thoải mái. Đây, đây này, với cả màu này. Cái này màu này mặc hai mặt này. Đẹp ơi đẹp luôn. Cái khóa của nó hai chiều luôn nhá. Ô, mình đẩy rồi đi này. Xanh này hết 10 cân rồi à chị? Ừ, xanh này hết 10 cân rồi. 10 cân như nhà em bao nhiêu tháng nhỉ? Thằng em bụng có to không? Cái đấy số 3 đấy. Cái đấy tầm 12-14 cân. Ok, em lai tiếp áo len nha. Lai tiếp áo len. Mẹ nào lấy được thì chốt luôn này. Đây, con này chốt cho em mã kẻ này. Mềm mịn nhá. Tất cả len này đều là len hàng Quảng Châu mềm mịn. Cái này chốt cho em mã kẻ đen này mọi người này. 4 tháng à. Ừ. Thế thì chỉ số 1, số 2 ấy. Đến số 2 cho thoải mái là vì cho nó trùng ấy. Các bạn tầm nhỏ nhỏ thế mình mặc là nó trùng được cái bàn tay bàn chân ấy. Hoặc là dài một tí, tí qua mông, qua đùi ấy, áo quan qua mông ấy thì nó ấm. Kiểu như nhiều khi bé nó hay bị xô ấy. Rồi, cái này xả cho các mẹ luôn nhá. Xả bao nhiêu cho nó đủ đây. Thôi, xả cho các mẹ 59.000 cho em. Con này đẹp lắm, đơn giản nhưng rất là đẹp. 59.000, cái này cho em mã kẻ nhá. Kẻ đen, 59.000 kẻ đen. Ngẫu hứng con này, cho em 39.000. 39.000, cho em mã số 2, 39.000, len hết nhá. 39.000, con này cổ cao, 39 nó phối như này. Đó, 39.000. Mã 2 cho em. Cái này mã mắt cho em này, mọi người, len mịn, mã mắt. Mã mắt nha mọi người nhá. Chèo lấy mắt chốt mắt cho em. Mắt này 5557 nhá. Mã mắt này cho em, len mịn. Mắt này cho em. 59.000. Rồi khoác này. Khoác nha mọi người ơi, khoác. Khoác 50.000 ạ. Khoác dáng dài nhá, 50 ở đây. Hôm nọ sót một con này này các chị này. Nên trơn. Trơn màu kem. Màu này là màu be đấy. Màu be, hồng be đấy, hồng be be. Các chị chấm bài lên ngươi em nhá. Đây là dày lắm, đanh cực luôn. 50.000. 50.000 nhá. Kèo lấy chốt cho em mã be 50. Đanh chưa? Chân len rất đanh và đẹp luôn. Be 50.000 cho em nhá. Be 50 nhá. Be 50 đấy. Em có hai chiếc váy này. Váy body nha mọi người nhá. Body len, len này là len hàng Quảng Châu. Ờ, cái size xanh 12 cân đấy, size to. Ừ, nó nhích hơn một chút em ạ. Nói chung cái này nó là hàng nhí. Size của nó chỉ có từ 8 đến 12 cân. À quên, 8 đến 16 cân mà 5 chiếc cơ. Có nghĩa là mỗi cái nó chỉ chênh nhau 1 cân 2 cân thôi. Đây. Cái body này, váy body này hàng Quảng Châu các chị nhá. Đằng sau nó có đan dây này, mặc lên xinh cực luôn ấy. Không hở lưng nha. Body, body cho em 59.000 nốt, váy body 59.000. Các chị ơi chấm bài lên cho em nhé. Đây chị xem, hình như nó còn màu vàng nữa em ạ.
hết xanh rồi. Em lấy cái xanh 12 cân rồi nha, ok. Áo phao này không sợ đâu. Tầm này mình vẫn còn bế trên tay. Mình mặc dài rộng một chút thì là mình bế nó không bị co, bị hở ấy. Còn sang năm khi mà bạn ấy biết đi rồi vẫn mặc được cái này nó là đẹp. Hoặc là trộm vía mà bụng bẫm hơn thì mình đấy. Được nhá chị ơi, body mặc ôm mà. Cái đấy có giãn thoải mái luôn chị. Lại cho Huyền mua luôn này. 100 này. Phao này bán có 100 đâu chứ. Váy này, một chiếc váy này, váy body này. Cho chị làm này, ok ạ. Ok, các chị chấm bài với em nhá. Màu này cũng đẹp lắm. Màu mặc hai mặt đẹp cực luôn. Xinh, dã man. Em còn một bộ size nhỡ này mọi người này. Size nhỡ nhá, size này à, size đại quên. Size đại 85. Size đại 85. Size 85, cái này không treo được luôn ấy. Bộ này cho em nó phải rơi vào tầm 28 đến 30 cân. Này, bộ này cho dai nhá. Dai gái đều được thì cái quần này có 28 đến 30 cân. Đấy, 28 đến 30 cân. Bộ này xinh không? Bộ này có size khách. Thật ra bộ này là 85.000. Hơi to, 85.000 nhá. Có mấy cái len nhí rất là xinh không? Áo giữ nhiệt, mẹ nào thích áo giữ nhiệt không? Có thích len len không? Em lên nốt chỗ len kia. Hoài buồn ngủ lắm rồi đấy. Hoài lắm rồi. Nơi đánh tháo sớm. Có con này màu trắng. Trắng này, trắng dày dặn đẹp nhá. Trắng này cho em 39.000 cổ vuông. Cổ vuông trắng này cho em 39.000 nhá. Trắng này cho em 39.000. Trắng 39. Trắng cho em trắng 39. Lên lốt len nhá. Lên lốt len rồi nghỉ nhá. Ngủ quá. Còn váy còn bà ơi, bộ ngủ em đang mặc 130. Còn váy bà ơi, còn một cái váy nữa. Hello Thùy Ánh, Huê, Nô, Đức Huy nha. Phạm Hồng. Ô con này em gọi chị nào, em chốt sốt này mọi người này. Cổ 3 phân trơn màu trắng này cho em 59.000. Chào lấy chốt cho em mã trắng cổ 3 phân 59 form ôm nhá. Cổ 3 phân con này rất là dễ phối đồ các chị ạ, mặc cổ 3 phân như bên trong. Đó, chốt cho em mã trắng 59.000 trắng nhá. Trắng 59.000 này. Rồi con đỏ chữ này. Tất cả đều len Quảng Châu đẹp hết. Đỏ chữ cho em. Còn ít thôi, mấy chục cái này hết rồi. Em hết nô 300 cái đấy các chị. Nô 300 cái. Bán đầu mùa luôn ấy. Rồi. Các chị vào đây ạ. Hầu như ai sờ bên ngoài các chị ạ. Sờ bên ngoài là đều nhặt hết. Đều không muốn nhặt hết áo len. Vì chất của nó rất là đẹp. Rồi chị nào lấy con đỏ này. Con đỏ này 50 nhá. Chấm bài lên giúp em ấy. Đỏ 50 ạ. Rồi con này xuông trắng nó bị hơi bụi một chút này. À, chả phải này nó ở bên trong ấy chứ. Đúng không? Cái nó dính ở bên trong không ạ? Cái đen tay khuy ok. Rồi chị nào lấy trắng này. Trắng phương này. Chốt cho em mã trắng nhá. Trắng xuông. 59. Màu gì đấy? Màu đen bà ơi. Body đen. Màu đen. Đây. Đẹp lắm luôn. Cái này có giãn thoải mái nhá. Vải len mà. Body. Đanh dày body và tôi bán bằng giá áo thôi 59 thôi. Đây em có hai con xanh này, xanh này tay lỡ nhưng mà siêu dày nhá, mình mặc khoác áo ra bên ngoài mà. Xanh này form suông nhá,
Xanh này em bán 50, xanh dày 50 cho em. Xanh 50, cái này 57 cân đổ lại mà ok, form của nó xuông xuông nhỉ. Chốt cho em mã xanh 50 nhá. Xanh 50 của em có 2 con. Xanh 50 này có 2 con nhá. Mã xanh 50 cho em. Rồi con điệu này, màu đen này. Rất là điệu luôn. Này. Đó, rồi chị nào lấy đen điệu, chốt đen điệu dày mịn nhá. Đen điệu rồi cho em. Này, các chị nhìn cái mã phải biết này. Rất là xịn. Đen điệu này, chị nào lấy đen điệu, chốt đen điệu 59.000. Rồi, con này có cổ nhá. Cổ, chị nào lấy chốt cho em mã phối cổ. Phối cổ này nha mọi người nhá, form nhỏ thôi, tay xinh không? Xanh 50 cho Huệ này. Đấy, chị nào lấy con đen này, cho cái đen này 59.000. Xanh 50 cho Huệ này. Đen điệu này cho chị Hoan Nguyên. Hai người chia sẻ live stream giúp em nhé. Đen điệu này cho chị Hoan Nguyên. Con vàng này dáng chùm mông nhá. Và dạng như là mỏng mỏng mông tư ghi đấy. Em bán cho mọi người 39.000 thôi. Cái này chùm mông và mỏng mỏng như mông tư ghi nhá. 39.000 màu vàng cho em. Đây. Em có con cam này tay rơi đẹp không? Các chị ơi, 60 cân đổ lại các chị mặc đẹp cho em nhá. Em xem chân váy đằng sau. Đây, chân váy đằng sau đây. Chân váy này đủ size S, M, L nhá. Đây, khóa sau này. Khóa sau này. Cái này nó là chân váy và có quần bên trong nhá. Đây, mặc quần bên trong. Có túi luôn này. Đủ size S, M, L. 69.000 thôi. Chân váy 69. Con này đẹp lắm luôn. Con cam này. Con cam phối này. Chị làm trắng mà siêu đẹp. 60 cân. 60, 62 cân. Dạng như là tay rơi đấy ạ. Cánh rơi nha mọi người nhá. Đó. 60, 62 cân. Hoặc cho ai thích kiểu mặc rộng rộng nhá. Cho chị mã cam 59.000 này. Cam 59.000. Cam 59.000 cam ạ. Cái tím này chị nào mua cho mẹ nó ok này. Rất là đẹp luôn. Tím nhá, nên tím. Cho chị mã tím. Mẹ tầm 58 cân đổ lại là mặc đẹp. Cho chị mã tím nhá. Chào này tím cho mẹ. 59.000 mã tím cho mẹ. Đây con đen đây. Ơ, em còn một con trắng này nữa này. Có áo crop top chất bô zip không chị? Bô zip á? Bô zip thì không? Em lấy nem thì còn đẹp hơn. Bô zip nhiều. Rồi cái này chuẩn chị nào mua cho các bà các mẹ này. Cái này hàng shop này mọi người này. Đây người ta bán 101 đơn giản như này. Đính đá như này nhá. Em bán lốt cho chị 59.000. Chốt cho em mã đỏ 59. Đỏ gen 59 nhá. Đỏ gen 59. Con này nó giả dạng dáng suông váy váy này đẹp lắm. Đính đá này. Eo ơi. Cổ cổ 3 phân này chứ. Xong là có thêm cái beo vào nữa. Đây này. Beo. Xong đi bốt. Siêu đẹp. Đính đá. Chốt cho em mã suông đá nhá. 59.000 suông đá. Em cao như thế này mà nó đã... mà nó đã gần tới gối rồi này. Đó. Suông đá. Chèo lấy suông đá. Chốt suông đá 59.000 thôi. Con suông đá này đẹp. Đây. À, chị nào mặc được dáng crop top mặc con này xinh. Chốt cho em mã xanh nhá. Mã xinh đi. Mã xinh nhá. 50 cân đổ lại mặc đẹp thôi. Mã xinh nhá. Xinh theo này. 59.000 xinh. Chốt cho em mã xinh nha. Đây con đen tay đây. Đen tay điệu điệu này. Đen cúc này. Đằng trước của nó có hình con vịt này. Cổ điệu điệu nhá. Đây, chốt cho em mã đen điệu 59.000. Rồi cái này suông tiếp nha. Đây suông. Suông này em bán cho mọi người 59 luôn. À đây còn một con này nữa này. Còn một con kẻ này nữa là rồi ôi 85.000 em xem mọi người 70 nhá. Bao đẹp luôn. Con suông này. Còn một con này. Đó 57 cân đổ lại mà ok. Chất này. Mọi người nhìn này. Đẹp chưa. Đó, chị nào lấy chốt cho em mã kẻ đen trắng nhá, 70.000 ạ. Rồi, con này chốt cho em mã cổ ghi nhá.
có cổ màu ghi. Đẹp chưa? Mặc sơ vin đẹp, mặc suông xinh nhá. Cổ màu ghi chất len 59.000 ạ. Ôi lạnh này mà các chị không quan tâm len lắm nhỉ. Còn một ít đấy. Người like lắm. Con này có mấy chục con thôi. Chị nào chốt nốt đi chứ. Ừ, quá. Có gì nào hỏi lại mã nào không? Thôi em nghỉ nha. Buồn ngủ quá luôn. Bye bye mọi người. Ai mua gì nữa inbox em nhé.